Xin giới thiệu với tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ làm với quy trình về cân và phun của cái loại mà Slidewell. Đây là thì trong đây là két dầu đây. Nó sẽ dùng dầu thủy lực, dầu 32, và bên trong này có một cái phin lọc. Đây là các bạn thay dầu vệ sinh cái phin lọc vào trong này, tránh trường hợp đưa ra những cái kết quả nó không chính xác. Vấn đề này là sau khi thay dầu xong thì chúng ta sẽ kết nối ống gió ở đây, đường van gió vào, và đây là chiếc van này điều chỉnh áp suất cho gió, áp suất đây, đồng hồ áp suất này phải điều chỉnh áp suất gió. Khi mà ta kéo lên để điều chỉnh, khi vặn ngược chiều kim đồng hồ thì áp suất sẽ tụt, và khi mà tăng thì sẽ là tăng như này, và khi mà không muốn lấy thì ta ấn xuống thì nó sẽ khóa lại. Và lên chiếc bơm, bơm này sẽ làm việc khi mà mở van gió này, mở van gió này ra và điều chỉnh áp suất theo như mong muốn. Và khi ta ấn ở phía trước, ấn ở phía trước, ấn ở phía trong, khi ngồi này ấn ở phía trong, ấn này thì vị trí này lên đây này sắt chặt, thì bơm sẽ hút, và vị trí này bơm sẽ hút, và vị trí giữa này là sẽ không hút không đẩy, này là đứng nguyên, còn vị trí đây là vị trí đẩy thôi, tạo cái áp suất đây. Rồi, và quy trình đầu tiên hôm nay tôi sẽ thử một cái van mới tinh, van đi theo máy, chưa dùng lần nào. Và đầu tiên thì ta sẽ làm cái quy trình xả khí ở trong. Xả khí ở trong thì theo như sách hướng dẫn thì chúng ta đặt áp suất ở đây khoảng 1 cân để xả cái khí ở trong đường ống này, trong vòi phun này. Còn đây là tôi đặt khoảng 1 cân 6. Đây là chiếc đường van hồi về. Khi mà xả khí thì là quá trình này nó sẽ được thử áp suất ở đây là dưới 15 cân. Khi dưới 15 cân thì cái này nó sẽ luôn luôn mở, cái slide cam luôn luôn mở để cho dầu tuần hoàn về đây. Đấy, các bạn nhìn đấy. Khi nào hút này, đẩy này. Rồi, để xả khí, nhưng mà đây thì đẩy cái sức làm riêng tôi đã xả khí rồi. Làm lại cho anh em xem không? Đây, cái phía này nó sẽ đẩy rồi. Quay nhìn cả phía dưới này, phía này sẽ là đẩy. Rồi. À, bước thứ hai là tắt phổi kín. Xin liên kết. Xin liên kết thì cũng không có nghĩa là xin liên kết này để xem cái ô đinh này có bị dò không. Chắc chúng ta sẽ đưa lên áp suất của 100 cân. Áp suất 100 cân thì xem ở đây có dò không. Tăng áp suất đi. Tăng áp suất gió đi. Này là kín rồi, không vấn đề gì cả, đứng trong
một thời gian ngắn để tập kiểm tra cho là có không. Còn bước thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra là cái slide này, xem là nó có toàn dầu, nó có toàn hàn ở đây không, và tăng áp bậc lên. Nếu mà tăng áp bậc lên thì như này chẳng hạn, rồi xong rồi tắt đi, tắt bậc lên để cho được tụt xuống xuống khoảng 15 cân. Trên sách thì nói này là 15 cân, nhưng mà đông cái đồng hồ cái giải nó như này thì rất là khó nhìn. Khi mà lên trên 15 cân thì nó yêu cầu là cái đường này chẳng phải kín, và khi mà về đến bắt đầu xuống dưới 15 cân thì cái này sẽ mở ra xả đường dầu hồi về. Nguyên lý của nó khi mà bơm skin huy tinh pump onway luôn luôn chạy thì khi mà nó xuống nhưng mà áp suất nó sẽ dưới 15 cân thì nó sẽ cho phép dầu tuần hoàn ở đây để nằm kín để hâm cái vòi phun này. Khi mà chúng ta khi mà nó xuống dưới 15 cân chúng ta sẽ nhìn dầu sẽ chảy ra đây. Nếu mà dầu chảy ra đây là đạt được cái chức năng slide đi. Đây đã khoảng 40 cân rồi. Phun mới nên là tụt áp lực hơi chậm, quá ngon. Kỷ lục này làm sao nó dưới cái áp lực mở của mình tầm khoảng 330 đến 380. Mình có nói là đặt dưới áp lực mở khoảng 80 đến 100 cân, tôi sẽ đặt áp lực khoảng 200 cân, tăng áp suất nó đi. Như theo sách nói thì chúng ta sẽ giữ ở 200 cân trong vòng 10 giây về kiểm tra có dò nọt là cái đầu vượt phun hay không.
Và cái đường đường dầu dầu hồi này vẫn cứ có nhỏ giọt. Sách nói thì là bình thường, không vấn đề. Còn đầu về phun, quan trọng là đầu về phun nó có giò hay không, và giữ ở khoảng 10 giây. Đây là 220, không có tí giò lọt nào cả. Ok, đã hoàn thành cái bước đó. Và tiếp theo là kiểm tra áp suất mỏ. Nó sẽ tăng áp suất gió lên khoảng 6 cân. Thế thì theo tôi nghĩ là sự khác biệt giữa automation với cái áp suất mở của vòi phun. Áp suất mở thì kiểm với hai cái việc làm nó khác nhau. Một cái là như bình thường ấy, chúng ta kiểm tra cái automation ấy, là chúng ta như một số máy điện cũng là dập rất là nhanh để kiểm tra cái độ phun xương độ tơi của vòi phun. Nhưng mà đây nếu mà chúng ta làm nhanh như thế nó sẽ gây nguy hiểm cho và cái nozzle này, nên là sách cũng rất là nói là phải như là thật là trọng để kiểm tra cái áp suất mở thôi, chứ không kiểm tra cái độ phun xem xương mù hay không, nên không phải ấn nhanh, ấn thật trọng. Cái này như áp suất 6 cân và ấn thật trọng, đấy là sự khác biệt giữa automation và open presser. Tôi xin hết video được thực hiện bởi Trần Miên và đây Nguyễn Văn Dũng. Anh em chúng tôi lại có mặt trên sóng. Ok, tốt.